Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Cao Thái cho biết, Thanh tra Bộ đã có buổi làm việc dài với rapper chị cả tên thật Đinh Thanh Tùng vào ngày 14 tháng 10. Kết quả, ông Thái ký văn bản xử phạt hành chính đối với rapper chị cả vì hành vi lưu hành sản phẩm sensor có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chị cả bị phạt 35 triệu đồng, kèm với đó là tiêu hủy sản phẩm, gỡ bỏ sản phẩm âm nhạc này khỏi các nền tảng mạng xã hội. Ông Thái nói, quyết định này được căn cứ theo khoản 3 điều 13 Nghị định 38 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6. Khoản này quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Trước đó, một làn sóng chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội đã nhắm vào bản rap sensor của chị cả vì những lời lẽ dung tục, cổ súy loạn luân. Áp lực từ công chúng đã khiến rapper này phải đăng lời xin lỗi khán giả trên trang cá nhân vào khuya mùng 5 tháng 10 vì đã không chọn lọc ngôn từ khi sáng tác bài rap sensor. Tuyên bố xóa, ẩn tác phẩm bị phản ứng trên các nền tảng mạng, nhưng các tài khoản mạng xã hội khác vẫn đăng tải. Rapper này cũng hứa sẽ chọn lọc ngôn từ kỹ càng hơn nhằm tránh rơi vào câu chuyện tương tự. Tuy nhiên, rapper này vẫn phải nhận quyết định phạt của Thanh tra Bộ.